Alo, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại. Và video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với Genshin Impact. Hôm trước là mình đã sang Sumeru này, mở La Hoàn thăm cảnh này, đánh cái cô Vân Các này. Hôm nay làm gì các bạn? Hôm nay mình đi lấy cái dương hiếm này, sau đó là mình sẽ làm một số cái nhiệm vụ bên Liyue để mà lấy thơm dương à. Bởi vì bên Liyue là có rất là nhiều cái nhiệm vụ phụ, mà mấy cái nhiệm vụ phụ này nó cho rất là nhiều dương, mấy cái dương siêu cấp cao cấp rất là nhiều. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ làm hết. Ok à, còn bây giờ mình đi lấy cái dương hiếm nhá. Cái dương này thì nó ở bên vực đá sâu. Cái dương này nằm bên vực đá sâu thì bây giờ mình sang bên này rồi. Thật ra thì cái dương này là nó nằm ở cái bí cảnh này này. Đấy, nhiều bạn có thể là biết rồi. Cái dương này thì mình sẽ dùng mơn nham nhá, mơn hở nham qua kích hoạt giải đố, sau đó mới vào được trong cái khu bí cảnh và mới lấy được cái dương. Đây rồi, đây rồi. Đợi chút cho nó sang ban ngày. Cái game này không có tính năng mặc địch ban ngày. Vậy có phải hay không? Đúng không? Bay lên này. Hôm nay voi tiếng Anh các bạn ạ. Cái này rất là đơn giản, các bạn đặt một cái cục nham ở đây. Sau đó là các bạn chạy ra ngoài này. Các bạn đặt một cục nữa vào cái chỗ vàng vàng này. Đó, là sẽ được à. Như này là được rồi. Chỉ cần ra đây làm đúng cái kiểu này thôi, đúng cái thao tác này là được một cái dương cao cấp. À không, dương hiếm. Rất là nhẹ nhàng. Xuống đây nha mọi người. Đây cái dương đây. Ui đồng hồ, đồng hồ. À, đồng hồ tấn công này. Nhìn đồng hồ tấn công. Vẫn HP à? Cay nhở. Thôi được rồi, lấy xong cái dương rồi. Đồng hồ tấn công ạ. Hôm nay mình đủ level, mình đánh cái bí cảnh ở cửa chim ưng. Đánh cái này được 40 nguyên thạch, 500 kinh nghiệm, một chìa khóa đánh luôn này. Hôm nay mới đủ level để đánh các bạn ạ. Không có lý do gì để mà mình không đánh quất luôn. Thôi mình sẽ để mình xếp lại đội hình phát. Đội hình bây giờ thôi cứ vào đánh bừa đi. Ra thì mình thấy đội hình hiện tại có xếp đúng đội hình hay là sai đội hình thì cũng chả liên quan gì nhiều. Nó sao nhỉ, nó cũng không ảnh hưởng gì ấy. Tại chủ yếu vẫn là Genshin gánh hết à. Bên Thảo nạp nó không đủ để vận hành cái phản ứng gì đây. Bọn này nó có cái khiên lửa các bạn. Ui. Nào nào nào. Một thằng hoảng rồi. Stay put. Incoming. Nowhere to hide.
này có khiên. Cái này cái cứng vãi. Hết rồi. Khu này giờ mình thử bay lên đây xem có gì không nhá. Đây đây đây. À có cái dương. Ok 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 ok. Trên này có cái dương. Ok lại luôn. Đầu là nó có cái tảng đá bay để mình đi sang bên kia, bây giờ nó không có nữa. Thôi được rồi, thoát ra thôi. Bây giờ đánh được cái dương hiếm với lại cái bí cảnh này rồi thì bí cảnh này đánh nhanh nhở. Vào đánh có mấy con quái, 4-5 con quái là xong rồi. Thôi thì hôm nay làm mấy cái bí cảnh này thì chưa đủ level hạng 24 mới vào được này. À mình đang có 94 nhựa các bạn ạ, không biết làm gì đây. 94 nhựa cứ đỡ đáy vậy. Tình linh nước. Hồi hôm nay làm cái nhiệm vụ đây đi các bạn ạ, cái nhiệm vụ ở chỗ Quy Ly Nguyên. Trước đây là người dân Lyua đã từng sống rải rác ở nhiều khu vực thì cái khu Quy Ly Nguyên cũng là một cái khu mà người dân từng sống ở đây, vừa sau ấy thì mới chuyển vào cái chỗ này, hiện tại là chuyển vào đây. Còn đây cũng là một nơi từng có nhiều người sống à. Nhiệm vụ ở đây thì có nhiệm vụ của đây, kho báu Quy Ly. Đây nó nằm ở đây. Nhiệm vụ này thì cũng không dài không ngắn các bạn ạ. Gì đấy? Làm đến đoạn cuối nhiệm vụ là nó sẽ mở khu vực này này. Nó sẽ cho chúng ta đi xuống đây lấy mấy cái dương. Ba cái dương. Nhiệm vụ khá ngon các bạn ạ. Mà nhiệm vụ này thì cũng không dài mà cũng không ngắn. Nói chung cũng bình thường. Cái này là mở để lấy đường đi thôi các bạn. À không, mở để lấy cái dịch chuyển. Nó không liên quan gì cả. Có nhiều cái bí cảnh là chúng ta chỉ mở được. Hôm nay đỡ voi anh các bạn, nghe giọng mấy anh đạo bảo đoàn nghe lão á. Mới lạ á. Nếu mà các bạn theo dõi mình từ mấy hôm trước thì có lần mình đã gặp được một cái em học giả, em ấy đứng ở ngoài cửa của cái khu Quy Ly Nguyên này. Em ấy nhờ mình đi tìm mấy cái phiến đá thì đây, tổng cộng có 5 cái thì đây là một cái này. Nhiệm vụ là các bạn phải ra nói chuyện với em đấy nhá, không phải tự nhiên có nhiệm vụ để làm đâu. Một cái ở đó và đây đây đây, dưới này có một cái nữa này. Chút mình lấy cái dương.
Đầu game thì hầu như là một nhân vật hồi máu, một nhân vật đi bét, thế là xong. Chứ còn đầu game đội hình nó cũng chả ảnh hưởng gì, chả liên quan gì các bạn. Này cái phiến đá thứ ba này trông như là cái bia mộ các bạn. Còn hai cái nữa thì để đi tìm. Hai cái nữa thì đây một cái này, cái thứ tư này. Another test subject. Cái khu này chính là cái khu mà cái hôm tập 2 mình qua đây lấy dương các bạn. Hôm đó là qua đây lấy mấy cái dương, còn nhiệm vụ chưa làm. À đây đây đây, cái thứ năm đây. Cũng nhanh mà. Eo này. Đó, rất là đủ năm cái phiến đá lại quay ra nói chuyện với em ý. Đây, em học giả đây. Em đứng ngay ở cánh cổng. Bây giờ thì em này lại cơ mình đi tìm thêm hai phiến đá nữa, nó nằm ở hai nơi này này. Đây nha, phiến đá đây nha. That's everything. On to the next. Các bạn cứ vào nói chuyện với cái phiến đá là được. Mình lấy cái dương thôi. Cái ở đây mình chưa mở trụ dịch chuyển nên mình sẽ đi từ đi từ đâu, từ đây ra đây và từ đây ra đây thì từ đây ra đó đi. À không, ở đây có cái núi này. Đi từ đây à. Còn nếu mà đi đường kia là nó có cái núi ấy, mình lại phải treo núi. Đi từ đây vậy. Lắp cây da vào. Cây da này. This will be interesting. Mỗi khi đỡ voi Nhật các bạn ạ. Tức là tiếng Nhật ấy, nay đỡ tiếng Anh nghe mấy cái từ, à nghe thấy những cái giọng nói mới nghe rất là mới lạ. Cũng hay. Hôm nào đỡ voi Hàn anh em nhở, voi Hàn với voi voi Trung. Đây đây, nó ở đây này. À không không, dưới này. Speed of light. Nó nằm dưới này này. Nhưng mà đợi mình lên đây mình mở cái trụ dịch chuyển. Con này nó lại đuổi cùng giết tận à. Con này nó tự nộp mạng á. À, ra đây nhặt được cái quyển sách này.
đây cái trụ đây. 23 rồi các bạn. AR23 rồi. AR30 là sang Inazuma ấy, mình lên được 23 rồi, còn 7 AR nữa. Cày sắp mặt. Game này chỉ thực sự bắt đầu khi các bạn sang Inazuma nhá. Mình nói nhẹ nhàng câu đấy thôi. Đấy. Cái game này chỉ thực sự bắt đầu khi các bạn vác xác sang Inazuma ấy. Sang bên đấy mới cảm nhận được cái sự khắc nghiệt của việc coi như là chui xuống hang rồi bị sét điện đánh, điện giật mất máu rồi bị samurai chém. Đồng thời là khi sang Inazuma cũng các bạn cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được cái sự sàm lờ của cốt truyện. That's everything. On to the next. Đây nói chuyện với phiến đá này. Sau đó thì quay lại cái khu nhà trọ nhá. Em này em bây giờ em vừa nhà trọ, em không đứng ở cái chỗ kia nữa. Em đứng ở dưới các bạn. À không. Đứng ở đâu nhỉ? Quá. Sao lại vào đây rồi? Là sao? Nó vừa chỉ vào cái nhà trọ mà sao bây giờ lại ra đây? Đây là đâu? Tôi là ai? What the hell? Ủa hay nhở? Hay mình nhầm gì hay sao? Kỳ lạ thật. Rõ ràng vừa nãy là nó chỉ vào nhà trọ mà. Game điên rồi các bạn. Không hiểu kiểu gì. Em lại ra đây đứng rồi. Bạn quay lại rồi à? Tôi đợi quá là lâu rồi đấy. Mau đưa cho tôi xem nào. Nói cái giọng. Em nay mà là con trai tôi chửi vào mặt rồi. Nào, tỉ lợ nào. Ui sát thương bạo à? Ui, thấy không ngon rồi. Nhiệm vụ này còn nhé các bạn. Chưa hết đâu. Đấy. Đây là nhiệm vụ nó kiểu như nó chia ra làm hai phần các bạn. Phần vừa nãy phần đầu đây, phần thứ hai này. À phần thứ hai thì em ý vừa đây rồi. Kiểu cái nhiệm vụ này nó chia ra làm hai phần thì sao ấy. Được cái em này nói ít các bạn ạ, không nói nhiều. Một số nhiệm vụ NPC nói như cái máy các bạn. Khốn nạn thật. Mình cũng ngại dùm các bạn. Khả năng viết cốt truyện thì gà mờ, nhưng mà thích lắm chuyện lắm mồm, nói nhiều nói dài các bạn. Mình làm nhiệm vụ mà mình thấy ngại chứ. Xong bọn này nó nói cái kiểu gì nói liên ma liên miên. Ngại dùm hô vô vớt luôn. Ừ.
Căn bản là người chơi Genshin nó cũng chai sạn rồi. Người ta chỉ đau lòng khi là gacha. À không, người ta đã đau hết lòng khi mà là gacha, còn sức đau nữa mà đau lòng vào mấy cái quest này nữa. Chơi game này nó chai sạn rồi anh em ạ. À, không cảm xúc được nữa đâu. Đến đây có mấy con slam phong giết luôn nhé. Đánh với cái này vui phết các bạn ạ. Đánh nó xong nó bắn mình này. Nó kiểu như nó giết nó xong cái là nó đẩy mình ra nảy vui phết. Đấy. Nói chung là cái này mình cũng không biết đây là cái gì nữa. Cái này không phải là phiến đá nữa mà cái này gọi là gì? Trông như là cái miệng giếng hay là cái gì đấy các bạn. Mà thôi kệ đi, nói chung là cái này trông nó kỳ dị quá. Bây giờ phải đi tìm thêm mấy cái khác, nhưng mà cái vấn đề là game nó không chỉ ở vị trí ở đâu, các bạn phải tự mò. Mà cách để mò thì khá đơn giản, các bạn nhìn trên bản đồ nó có cái mấy cái chỗ mà nó giống như là cái góc hình vuông này này. Đấy, nó kiểu nó góc hình vuông ấy, là đây một cái. Đây một cái này. Đây một cái nữa, đấy có ba nơi này. Ok. À không, đi từ đây ra đây nhanh hơn. À, mình sẽ phải đi đến ba nơi nữa. Nó game nó không chỉ nhưng mình có thể nhìn thấy trên bản đồ. Không cần đánh nhau nhá. Các bạn cứ qua nói chuyện với cái thứ kỳ dị là được. Có mấy con quái ở đấy cứ cỡ nó. Hai cái nữa anh em ạ, bốn cái tất cả, lấy hai cái rồi. Cái này thì lúc đầu có con pháp sư ở đây thì mình giết rồi. Đấy, nhẹ nhàng, đơn giản, cái cuối cùng cũng đơn giản các bạn ạ. Cái nhiệm vụ này tính ra nó ngắn đấy. Tại vì là nó gần mấy cái điểm dịch chuyển. Này, cái cuối này. Are you here to play with me? Nghe cái giọng. Thế là xong à? Quay vào đây nói chuyện với em này. Hội Chi Nhi Thành. Đấy, cái em này rất tốt nha các bạn. Em chỉ nói đúng hai ba câu thôi, không nói nhiều. Sorara. Được, em này được đấy. Em chỉ nói đúng hai ba dòng thôi, không nói nhiều các bạn ạ. Mà em ấy còn cho mình skip. Một số đoạn hội thoại nó không cho mình skip anh em ạ. Mình bấm bỏ qua xong nó vẫn không cho mình bỏ qua. Em này rất là được. Đây, cái này là đoạn cướp rồi anh em. Anh em tele vào đây đi ra cái chỗ này này. Cái chỗ này nó to tròn như này. Anh em nhìn là anh em thấy ngay rồi. Đoạn cướp thì phải đi đánh với lại một con robot. Yeah.
con này yếu. Từ từ. Các bạn đánh một lúc 4 con thì khó, nhưng mà đánh một con một thì dễ mà. Con này rồi. Thế là có 3 con thôi à? Tưởng 4 con. Đánh xong rồi các bạn lại quay lại đây kích hoạt lần nữa. Cái này là hết rồi. Nhiệm vụ đơn giản, nhanh gọn lẹ. Này dương hiếm này. Not bad. It's first. Mặt nạ. À ok, tấn công. Các bạn phải lấy cái nào tỷ lệ bạo kích ấy, thì nó mới ngon. Tổng cộng là 3 dương à, 1 dương hiếm, 2 dương cao cấp. Sau đó lại quay vào đây nói chuyện. Đây là đoạn hội thoại cuối rồi. Nguyên thạch. Cày quá anh em ạ, zone lấy sinh will mà zone mãi không ra. Zone toàn là pixel thôi. Zone ra con pixel thì cũng phơ đây, nhưng mà cũng phải ra một thằng sinh will. Nha. Tôi đổi ý rồi anh em ạ. Hôm trước còn quay Hu Tao mà hôm nay bỏ Hu Tao rồi. Thật ra Hu Tao tôi có thích nó đâu. Quay không ra thì thôi bỏ. Chuyển sang quay anh rồng vậy. Thật ra tôi đang định là tích để lấy Acer 2 các bạn. Hoặc nếu mà không lấy Acer 2 thì lấy Acer 1. Nhưng mà đang cố lấy thằng Sing Will mà nó không ra các bạn. Cày có khi bỏ luôn nhỉ, Sing Will. Thôi cái nhiệm vụ này là xong rồi đấy, bây giờ làm gì các bạn? Bây giờ á? À mình có thể đánh nhiệm vụ chính này. Mà không các bạn, mình không đánh nhiệm vụ chính đâu, hôm nay mình bị thiếu hợp phong nhỉ? Có một số cái giải đố mà nó cần phải có hợ phong và cả hợ nham. Hiện tại thì mình chỉ có Lumi, không có nhân vật khác để mà thay ấy. Hay là không làm được. Để xem, suy nghĩ xem có cái nào. À đây, có anh em ạ. Có một cái giải đố nó nằm ở... ở đây nha mọi người, Thiên Tù Cốc đây. You'll get frostbite. Flash frost. Đánh mấy ngày được cái dương này. Not bad, as far as treasure is concerned. Đấy, nghe gái chung nói tiếng Anh nghe cấn cấn nào nhở? Thật đấy các bạn. Nghe gái chung của nói tiếng Anh nghe cấn cấn nào. At the ready. Mỗi khi bọn tung của có nói chi xảo cái gì ấy.
Hôm nay là nói tiếng Anh nghe không quen chút nào. Có ló cái mặt ở đây không? Ơ kìa, cay nhở. Xèo lần luôn. À, đối với bạn nào mà chưa trải sự đời đây, mình dạy các bạn điều này các bạn nhá. Gặp cái con Hidi chắc này không được đánh nó. Nếu mà đánh nó là gacha. Tại sao thì mình sẽ không nói. Con này này, gặp con này á, không đánh nó, đánh nó là gacha đấy. Đừng có nhờn với nó anh em ạ. Bỏ đi. Nhìn nó đần đần ngố ngố vậy chứ động vào nó là lệch gacha đấy. Đây ra đây các bạn nói chuyện ở phiến đá này. Phiến đá này nó bảo bạn đến đây để chơi đá à. Ok. Treasure is concerned. Ở đây nó có ba cái tòa nhà các bạn. Vào từng tòa nhà đánh từng cái siêu chiến một là được. Rất đơn giản, dễ hiểu. You give, you receive. Hay cuối cùng nè. Ôi, đóng băng. Ăn bơ mình một máu, có máu thấp anh em ạ. Chết. Lại đóng băng rồi. Rồi xong. You give, you receive. Còn Amber mình có 2.600 máu thôi, nó bị đóng băng, nó bị giết là bực lắm. Thôi, đánh xong 3 khiêu chiến thì các bạn sẽ lên được cái tầng cao nhất và lấy được cái cục vàng vàng này. Cái khiêu chiến này thì có thể là có nhiều bạn không catching nên là mình sẽ lấy mơn nham nhá. Catching có thể bay lên đấy nhưng mà thôi để lấy mơn nham vậy. Ok, ngã rồi. Như thế này á, đó các bạn lên đây lấy cái này là xong. Nhưng mà các bạn đừng có xuống vội, các bạn đi ở đây này, là nó có cái dương ở đây. Hết rồi, như thế này thôi.
cái cuối cùng thì nó là giải đố. Đây. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Nói chung là đi lấy mấy cái dương này mình thấy là lấy thì khá là dễ và ngon các bạn ạ. Lôi. Đè, sao lại Lee Harper nữa? Không phải Lee Lôi à? Cay thế. Lee Lôi của tôi đâu? Khổ nạn. Đắng nòng anh em à. Lee Lôi của tôi toàn ra mấy cái Lee vớ vẩn thôi. Dương hiếm này. Mặt nạ. Ôi hả lại Harper. Ôi ôi, ngày hội Harper à? Điên mất các bạn ạ. Toàn Harper rồi. Ừ, Harper này có khi là điềm báo của việc quay danh rồng đấy. Có bảo hiểm rồi các bạn ạ. Tầm này nổ sớm thì ngon, nhưng còn có bảo hiểm rồi. Thôi như từ từ nhá, đoạn này đổi nhân vật nhá. Lại mấy thằng này nó qua nó kiếm chuyện kìa. Fry. Drop. The hunter becomes. Not bad, as far as treasure is concerned. Đoạn này các bạn nên lấy đội hình mạnh nhất ra mà đánh. Bởi vì là đoạn này phải đánh nhau. Giao giao này. Oh, lead the way. Follow me. Ok. Speed of light. Ôi, bấm nhầm rồi. Head to the tank. Don't blink. Ủa? Mình tưởng là đánh nhau khó hơn các bạn ơi, mình đổ nhân vật ra để mà đánh ấy. Hóa ra đánh có mấy con vớ vẩn. Ok được rồi, mình được tặng 3 dương miếng. Cái dương này tặng 50 nguyên thạch này. Nào anh rồng, anh có vờ không? Anh không vờ rồi. Đấy là xong nha mọi người. Còn một nơi nữa mình đến, mình lấy luôn dương này. Đó là nơi này. Đây mình sẽ phải bay đến chỗ này. Mình sẽ bay từ cái núi này qua. Nói chung là video này chỉ có húp dương thôi mà. Chỉ có đi đớn và bú dương thôi. Rất đơn giản. Mình xem mình có chìa khóa gì không.
hai cái chìa khóa phong, một cái chìa khóa nham. Ok, tí nữa rảnh đi mở các bạn ạ. Một chìa khóa là mở được 40 nguyên thạch đấy. Nếu mà may may thì sẽ lấy được mấy cái đồ 4 sao. Nhờ. Cái chiêu nộ cái trinh hồi liên tục các bạn ạ, chém liên tục hai lần. Đây rồi, tới nơi rồi. Đây thì nói chuyện với cái này, cái trụ đá. Ở đây cũng khá đơn giản các bạn, giống vừa nãy đi tìm ba cái cục sáng màu vàng vàng, sau đó là nó cho mình khá nhiều dương. Nào bình tĩnh nào anh bạn. Cái thứ hai bên này này, nói chung là hôm nay bạn nào mới chơi mà xem được cái video này thì quá ngon luôn, lấy một đống dương đúng không các bạn? Bạn nào mới chơi mà xem được mấy cái video này của mình lấy một đống dương ngon. Bây giờ được hai cái đúng không? Cái cuối là nó nằm trên này này các bạn. Cái cuối nó hơi xa. Cái này thì nó hơi khốn nạn, cái là nó nằm tận trong cái một cái phớ tích. Đây đây đây. Hơi bị xa luôn. Hôm trước chứ, có mấy bạn nữa. Có mấy bạn ghen tị ở cách để lấy ke trinh thì anh không nói. Ôi ơi. Cái này là duyên em ơi. Cái này là duyên. Anh
fan thợ lôi mà. Ngày xưa anh còn cầm Lisa đánh sang tận Inazuma, đánh vào tận cả Enkanomiya luôn. You give, you receive. Ôi, anh duyên lôi mà, duyên với hợ lôi mà. Con này không đánh cũng được nha các bạn, nhưng mà mình giết nó luôn. Stay put. Đấy à. Ở hôm nào lệch cái trinh sơ 4 thì toang. Nowhere to hide. Mình đánh rồi mình lấy cái đồ nó rơi ra các bạn ạ. Cái mấy cái đồ này vừa sau thiếu lắm. Đầu game chưa dùng thôi chứ vừa sau đến cái tầm AR40-45 nó thiếu nhiều lắm. Đồ gì các bạn? Đánh với con thủ vợ rơi ra cái này này. Nó là cái này này. Cái cấu trúc này vừa sau nâng vũ khí thiếu rất là nhiều. Mà đi farm nó rơi ra được có 1-2 cái à. Con này đánh luôn này. Let's dance. Đoạn này thì hơi căng. Đó nha, đoạn này mình phải lấy cái này này. Đoạn này là phải giải đố nha mọi người. Đó, lấy cái cục vàng vàng này, sau đó là bay lên đây, chạy lên đây. Còn một cái nữa là cái này này. Cái này thì các bạn lại phải lấy ở bên này. Lấy ở đây nha mọi người. Mất rồi. Cái này phải nhanh các bạn ạ. Cái này phải nhanh này. Hoặc là nhiều khi nó bị lỗi á. Nhiều khi nó bị mất. Mới hiểu sao. Cái này mình nghĩ là nó lỗi á. Chắc là do mình leo tường nó bị lỗi cái gì nó mất tiêu à. Cái này thử lại là được. Cái này là mình cố tình leo cho mấy bạn xem thôi. Chứ mình có cái chim mình bay được mà. Tí nó bay nhanh các bạn ạ. Vãi. Không ăn thua. Kéo lại mất kìa. Sao nó mất nhanh quá nhở. Cay vãi. Cái này mình nghi nó bị lỗi rồi. Chứ còn mất như này nó hơi nhanh. Chơi là phải có mẹo các bạn ạ. Đừng chém tay gì lâu lắm. Lại cái trinh nó không lại mất. Đéo hiểu.
Hình như mình đi sát cái tường rồi nó bị các bạn đi xa xa cái tường ra cay thế nhở. Cái game này cái này nó bị lỗi rồi, nó tự mất rồi. Chứ thời gian vẫn còn nhiều mà. Lần này đi xa cái tường ra các bạn. Đấy. Cái này là đi mình đi sát sát ở đây là nó mót rồi các bạn. Đi 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 xa xa ra đây này, đi đi lên đây sau đó đi xa xa ra map này rồi đi đi ra đây là nó được. Đấy, biết ngay mà. Đi sát cái tường là nó mót được các bạn. Game vớ vẩn. Thôi được rồi, nói chung là lấy được rồi. Mặc dù là hơi cồng kềnh mà lấy được rồi anh em ạ. Bây giờ quay vào lấy dương thôi, rất đơn giản. Video này ai mới chơi xem được thì lấy được một đống dương. Thật ra thì đi lấy dương mình đã đi lấy từ tập 2 rồi các bạn. Từ tập 2 đã đi lấy dương rồi. Xong cái này là đi lấy dương mà được tận 250 kinh nghiệm mà cũng không không phải là không có kinh nghiệm. Ba cái dương này. Giờ mình chuyển sang ban ngày chụp cái hình cho nó đẹp. Chụp cái hình ha. Đồ 4 sao này. Mình biết là nhiều ông newbie là đi vào trong bí cảnh farm đồ 4 sao các bạn. Nhưng mà không, đồ 4 sao mình kiếm ngoài bản đồ được. Long lại Harper. Long tỷ lệ này. Ok. Long này cho Lumi. Ai đây đây, long của nàng đây, Lumi nè. Đó, long của Lumi đó. Ok chưa? Ok. 3 4 50 1 6 8. Tầm này cũng hơi buồn ngủ các bạn ạ. Bây giờ xong ở đây rồi thì bây giờ đi đâu nữa? Bây giờ sẽ lại đi lấy dương. Nhưng mà nó liên quan đến nhiệm vụ các bạn ạ. Các bạn có nhớ cái bức thư cái hôm tập 2 á, thì mình có đến cái khu Quy Ly Nguyên. Mình đến đây mình đọc được một bức thư ở trong một cái căn hầm. Thì sau khi mà đọc được bức thư đấy rồi thì các bạn ra chỗ này này, dịch chuyển ra đây, leo lên cái nóc này. Ở đây có cái núi các bạn ạ, leo lên đây là sẽ lấy được cái dương. Thì hôm đó là mình đã đọc thư rồi, hôm nay mình quay ở đây. Nói chung là series này của mình mặc dù mình không edit thôi, chứ còn nếu mà bạn nào mà xem đầy đủ, nhất là newbie ấy, biết chơi rõ ràng luôn. Tốt nghiệp nhanh chóng. Cái nó chính là cái ngọn núi này này. Hôm đó hôm tập 2 đọc bức thư xong, hôm nay quay ở đây lấy dương. Thật ra thì ngay hôm đó đọc xong thư rồi các bạn, quay ở đây là cũng lấy cái dương rồi, nhưng mà hôm đó mình chưa mở cái trụ dịch chuyển, hôm nay mới mở thì hôm nay ra đây lấy. There's no end to this. Another test. À, nhầm rồi các bạn. Nhầm.
mình bị quên. Hôm đó, cái hôm tập 2 ấy, các bạn đọc thư ở trong cái căn mật thất ở cái Quy Ly Nguyên này này. Sau đó là các bạn phải quay lại đây. Quay lại đây nha. Xong rồi các bạn châm lửa này lên. À, có mấy cái thằng vớ vẩn nó ra nó đánh mình, mình giết nó luôn là được. Sau khi mà đánh xong bọn này, các bạn đi ra bên này này. Đấy, các bạn lại đọc cái này. Đây thì nó lại như kiểu là một cái manh mối khác, rồi sau đó các bạn xong cái việc ở đây rồi các bạn ra đây. Thì từ bây giờ leo lên cái núi này mới có dương nhá, vừa nãy mình quên mất. Đây, leo lên cái núi này này. Mình nói thật, cái Trinh bây giờ bỏ cái bộ đồ này đi. Mặc cái bộ đồ mà nó giống như mấy cái bộ trong phim kiếm hiệp ấy. Đấy, sau đó là đổi cái tên kỹ năng thành gì? Cái gì mà Chu Tiên kiếm trận chẳng hạn hay là cái gì gì đấy. Cái Trinh nhìn còn giống tiên nhân hơn cả Sen Hi. Thật đấy. Đệ tử tiên nhân gì mà nhìn không giống tiên nhân chút nào. Sen Hi nhìn nó giống như người mẫu hơn các bạn ạ. Cái lúc mà ra mắt Sen Hi, nó ra mắt cái nhiệm vụ làm xây lại cái quần ngọc cát cho cái con gì nhỉ, con Ninh Quang ấy. Nó quay mấy cái phân cảnh quay body vãi đái luôn. Chả giống tiên nhân chút nào, giống như người mẫu hơn các bạn ạ. Nói chung là biến chất rồi. Đây là đỉnh núi này. Lần đây là được 250 kinh nghiệm mà các bạn đừng có vờ vội, các bạn leo lên đỉnh rồi này. Là được cái thần đồng. Mà tất nhiên là các bạn đừng có rời khỏi đây vội, các bạn đi xuống cái chân núi. Đây thì ngay ở cái hốc đá này các bạn đi vào đây là có một cái dương nữa. Ok. Đấy, cái dương này cứ đến mà lấy thôi. That's everything. On to the next. Tuy đây là đáy xã hội nhưng mà rất là có dương. Đây, mình có thể ngồi ở đây. Ngồi đây quay gacha auto lệch nhá các bạn. À, ok. Từ nãy giờ làm được bao nhiêu việc rồi? Ly lôi đâu? Để mình dò xem có ly lôi không. Ly băng rồi, ly hỏa, ly lôi tôi đâu rồi? Mẹ, không có ly lôi các bạn. Ly lôi, ly vật lý, ly tấn công, ly thủy. Oh, đắng lòng. Lý lôi đâu? Méo hiểu nổi Lý lôi đâu rồi? Thì bây giờ mình ra đây. Đi ra đây. Đi ra đây. Cái nhiệm vụ này thì nhiều bạn biết rồi, một nhiệm vụ của một thằng họa sĩ, nhiệm vụ này thì cũng ngắn thôi. Nó cũng không hẳn là ngắn. Mà cũng gần gần đây thôi à. Đi ở đây là gặp một cái thằng béo nha các bạn. Gọi là họa sĩ, gọi là béo đi, nhanh ra đây gặp anh béo. Thank you.
được cái là anh béo này cũng không lắm mồm. Nói chuyện với anh béo này xong thì các bạn chạy lên đây. Lên đây thì sẽ nhặt được cái... Nói chung là mình sẽ nói một cốt truyện với anh này. Anh này là anh ấy vẽ tranh ở đây nhưng mà anh đánh... Anh ấy quên mất là mình đỡ cái đồ vẽ tranh của mình ở đâu rồi. Anh nhờ mình đi tìm. Thì ở đây là chúng ta lấy được cái màu vẽ này. Rồi sau đó chúng ta đến cái khu này. Anh ấy quên đỡ mất đồ ở đâu ấy. Thế là bây giờ đi tìm hộ. Ở kia được cái màu vẽ rồi đúng không? Các bạn tới đây này. Đây. Tới đây thì sẽ nhặt được tranh của anh ta. Và sau đó mình lại quay vào nói chuyện với anh ta. Mình sẽ nói với anh ta là anh chơi đá ít thôi, có mỗi cái tranh với cái màu mà cũng quên. Họa sĩ mà mình nói thật với các bạn, họa sĩ mà có hai cái quan trọng đó là màu và tranh mà còn quên được thì thôi bó tay. Chỉ có thể anh này vì chơi đá mà quên đồ. Bạn tìm thấy rồi à, đây, của anh đây. Nếu mà giúp anh này tìm lại đồ xong, anh ấy nói cho mình cái bí mật là ở đây là có kho báu. Mày giải đố đi rồi là sẽ được kho báu, ok. Anh ấy đưa cho mình một cái chìa khóa. Nó ghi là cục đá kỳ lạ, mình cứ dịch thẳng nó là cái chìa khóa để mở kho báu cho nó nhanh. Không phải văn chương làm gì. Nhưng mà phải có hai cái chìa khóa nhé các bạn. Cái chìa khóa còn lại các bạn phải đi tìm trong cái khu đập nước này. Đây các bạn cứ đi tìm nó ra ngẫu nhiên à. Mới quá này cỡ nó nhá, nó bị hầm á. Đó. Cứ đi lanh quanh ở đây tìm là nó sẽ được cái chìa khóa còn lại. Mấy anh kia là bị hâm các bạn nhé. Cỡ đi. Phải nói chuyện với anh này. Tìm xong rồi thì quay lại nói chuyện với anh này. À không các bạn. Chưa. Đoạn này tìm được rồi nhưng mà phải đi lắp chìa khóa vào. Mà tại vì cái nhiệm vụ này nó chỉ vào cái hướng của cái thằng kia nên là mình nhầm. Đây các bạn trèo lên đây này. Lắp lên đầu hai bức tượng thôi các bạn ạ. Không có gì gớm ghiếc cả. Đơn giản là trèo lên cái đầu ấy. Rồi các bạn lắp chìa khóa vào. Đó, lắp vào đây. Cái thứ hai này. anh kia kiểu cái gì vậy? Anh chạy luôn rồi. Cái này phải có hợ nham đấy các bạn. Mình sẽ lấy Lumi ra. Just what will become... Lumi hiện ra và ối rồi ôi. Các bạn dụ hai cái con này lại một chỗ các bạn, ba con nhá. Đánh một lúc ba con cho nó nhanh. Tại vì nó giới hạn thời gian đó. Nếu mà không nhanh thì không được. Này đánh một lúc ba con cho nó nhanh.
Thôi, bây giờ là xong các bạn ạ, nhiệm vụ ngắn. Vào đây thì lấy cái dương hiếm này. Not bad, as far as treasure is concerned. Không đủ à, định mệnh. Nhiệm vụ này các bạn cũng nên làm sớm, bởi vì ở đây là một trong những nơi giúp các bạn farm được cái đá màu cam này. Cái đá này là gọi là đá gì? Phách thạch à? À ừ nhờ, mình có catching mà. Quên. Có catching này nó bị quên các bạn. Mình là người có catching mà, tại sao mình lại phải leo trèo? Anh em nhỉ? Speed of light. Nhưng mà các bạn đứng đây các bạn sẽ nghe tiếng bước chân đúng không? Đó là tiếng bước chân của mấy thằng lợn ở trên đầu mình á. Thế mình sẽ trèo lên đánh nó để lấy thêm cái dương nữa nhá. Trên đầu mình còn dương á. Đây. Chưa xong nha, đây các bạn đi vào đây. Đi vào đây là có cái dương này. Đó. Để mình chuyển sang ban ngày đấy. Ban ngày. Một lần nổ tím nữa mà không ra được thằng Sinh Will cỡ luôn các bạn, không quay nữa, chắc lấy Acer 2 không đi sơ 1. Nhờ. Tích quay Aegon. Ú tao với anh dòng cút ngay, không đỡ vào mắt mà, không lọt vào tầm mắt. Đó đi, ở đây là xong hết rồi nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn đi lấy dương tiếp. Thật ra thì có mấy cái khu như này này, cửa biển thần luật quan với lại tuần ngọc lăng, mấy khu này mình biết là đây có thể lấy dương nhưng mà mình chưa lấy được, tại vì mấy cái giải đố ở đây nó đòi hỏi là phải có một nhân vật hở nham và một nhân vật hở phong. Thì hiện tại là mình không có nhân vật hở phong và cả hở nham, mình chỉ có Lumi để đổi qua đổi lại thôi, thành ra mình không giải đố ở mấy cái khu này được. Mấy khu này thì để hôm khác mình giải đố, hoặc là mình phải đợi lên cấp 25 để nhận được cái em hợ phong. Let the magic begin. Linette, em này lên cấp 25 mới được, khổ nạn lắm. Mình lên cấp 25 rồi mình nhận được em đấy hợ phong thì tất nhiên hợ nham sẽ là Lumi mà mình có thể quay lại đây giải đố. Ok. Nhưng mà đó là sau này, còn bây giờ mình mới 23-24 rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu lấy dương thì... Mình sẽ ra đây. Mình sẽ đi ra đây. Hôm nay thì cứ đi săn dương, các bạn không nói nhiều. Nhiệm vụ nó... Mày chỉ cứ đi săn dương mà. Đỡ mình lấy anh cay nha. This will be interesting. Cái da được cái là chạy nó đỡ mệt. La.
các bạn ra đây đánh hai thằng Patu này được cái dương nhá. Đơn giản là như vậy thôi. My duty. Speed of light. Ok, đợi mình chờ. Fresh dispersal. Disgusting. Mưa. That's everything. Lấy cái dương ở đây rồi đấy các bạn. Các bạn đi ở đây cho mình này. Nó nằm ở đâu đây này? Nằm ở cái mép các bạn. Ở đấy có một đống dương ra đấy mà lấy. Ở cái mép vực ở chỗ này này nó có khá nhiều dương à, có 3-4 cái ở đây. The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll? Tung 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 tung. Đây, chỗ này nha mọi người. Speed of light. Speed of light. Let's dance. Incoming. Ba cái đánh xong con quái này. Not bad, as far as treasure is concerned. Nhiều không các bạn? Nhiều không? Quá nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài, mình mở cái trụ ở đây các bạn. Cạnh cái trụ này ở đây có cái dương nữa thì mình qua đây mình lấy luôn. Tính là cũng hay các bạn ạ, cầm cái trinh đánh từ đầu game đến giờ. Cầm bé Quỳnh đánh từ từ đầu luôn. Đó, đánh xong ở đây thì chúng ta được cái dương. Còn bây giờ thì mình sẽ đi đến nơi khác nữa. Thì nơi này chính xác là nó nằm ở đây này.
Từ từ mình đi làm nhiệm vụ đã. Nói chuyện với Liane đau khổ. Thế thì Liane chưa biết thế nào là gacha lại coi. Tầm này đúng không các bạn? Bây giờ đổi cái bộ đồ này đi. Bộ đồ này lại mặc giống như mấy bộ trong mấy bộ phim kiếm hiệp ấy, cho cái chiếc mặc bộ đấy nó mới có khí chất tiên nhân. Sau đó là đổi tên skill thành ảo ảnh kiếm trận hay là ảo gì đấy. Giống tiên nhân hơn cả Senhi luôn. Ở trong có chuyện cái Trinh lại anti-fan tiên nhân đây anh em ạ. Ảo ma. Sự đời lắm cái ảo ma. Cái mẹ nó còn bắt mình đi tìm hai ngọn cỏ xa cần cho nó nữa. Điên thật. Mình làm gì có cần mà đưa cho nó. Thôi quay lại nhá, nhiệm vụ này vớ vẩn quá. Nhiệm vụ này làm cho vui nhưng còn có thưởng được cái gì đâu. Yeah. Mỗi lần đi qua mấy anh này mấy anh nghĩ yeah. Nghe. À này các bạn ra đây đánh cái con mắt đần này là được cái dương này. Hello. Hello fan. Ôi trời, ngã rồi, không được rồi, dở rồi. Chết này. That's everything. Thôi để đi hái cần nhà em kia, khổ. Em muốn hái cần. Tiện thở đi hái hoa. Hoa này vừa sau nâng nhà lữ hành này. Thôi bây giờ đi lấy dương tiếp các bạn ạ. Nhưng mà dương bây giờ mình sẽ lấy từ chìa khóa anh em ơi. Có khi nhiều anh em quên mẹ chìa khóa rồi. Ở đây mình có một chìa khóa vàng, hai chìa khóa xanh. Thì mình sẽ để mình nhớ xem. Đây, đi lấy nốt mấy chìa khóa ra ợp các bạn ạ, mệt quá. Cho anh em cũng mở đấy chứ bộ. Ah.
14 đến nơi rồi. Ở đâu đây? Mình không nhớ vị trí nữa. À đây 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 đây. Đây nha mọi người, đi ra đây. Là có một cái dương địa linh. Not bad, as far as treasure is concerned. Đồng hồ à? Định mệnh. Úi ôi, hai ngự. Sao toàn HP nhỉ? Mẹ. Có cái gì đó không ổn đây rồi anh em mà sao toàn HP vậy? Rồi sau đó các bạn đi ra đây là có cái dương địa linh nằm đây này. Có gì đó không ổn rồi, sao toàn HP vậy? Video này chắc là cũng 1 tiếng rưỡi rồi các bạn. Hôm nay chỉ có cắm đầu đi lấy dương rồi đấy. Sau đi làm nhiệm vụ các bạn ạ. Đi cày mấy cái nhiệm vụ chính. Mình còn nhiệm vụ Amber với Kaya mình chưa làm kìa. Ghét làm nhiệm vụ vai đái. Cốt truyện nhạt nhẽo như nước ốc. Nước ốc nó còn có vị mặn mà hơn. Ủa? Ok. You give, you receive. Vườn mùa hè á. Bên. Bay kìa. Speed of light. With sword to shatter. That's everything. On to the next. Nón á. Đéo ổn. Lại hát bơ. Mẹ. Cái game này điên à. Thật chứ mình mệt mỏi với cái game này rồi đấy. Sao lại hát bơ nữa rồi. Cái game này bị rồ à. Vừa phải phải thôi. Sao cứ ép người ta lấy hát bơ nhở. Nó cố tình các bạn. Game bẩn thỉu bẩn tưởi. Chơi bơi này chết. Ok. Bây giờ đi lấy đi lấy dương vàng ấy, nhưng mà mình đang phân vân nên lấy ở đâu cho nó nhanh. Chắc ở đây đi, lấy đại ở đâu đó cho nó nhanh các bạn. Suy nghĩ có nó còn lâu hơn nữa. Bây giờ làm sao kiếm được cái ly lôi này. You give, you receive. Bây giờ đi lấy nốt cái dương cuối nha các bạn. À không, còn 2 cái dương nữa mình muốn lấy.
hai cái dương cuối nữa các bạn nhé. Lòng tham, hôm nay chỉ có đi lấy dương rồi đấy. Không, thật ra là ba cái các bạn ạ. Lấy nốt ba cái nữa nhé. Ở đây một cái, ở đây một cái nữa, và ngoài này một cái nữa. Lấy nốt ở ập các bạn. Lòng tham nó trỗi dậy, động lực to lớn. Wait a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. I'll be fine. Right. Nhìn này các bạn. Mình biết kiểu gì cái thằng pháp sư kia nó cũng bay ra nó đánh mình. Nào khỏi cần phải, khỏi cần phải giết nó trong nhà, tí nó tự nó mò mặt ra nó chết à. Outplay. Treasure is concerned. Incoming. The sun is out. Our work's done for the day. Speed of light. Hey, A split. Nowhere to hide. Không nổ à? Đây nổ này. Bùng. À, thằng Kaya nó còn kêu a à một cái nữa mới chịu. That's everything. On to the next. Rồi xong nha, bú hết khu này rồi nha. À, đi ở đây này. Đi vào đây bà cò cho 5 tỷ đô tiêu chơi. Phú bà cò. Thật, người ta gọi là phú bà cò đấy. That's everything. On to the next. Mày sắp lên bà 24 rồi. Cày thêm 6 level nữa là lên Inazuma rồi. Đây, các bạn ra đây là gặp một con mắt bão, mà thật ra là ba con ấy. À, hai con. Ở đây xong rồi thì mình sẽ quay lại báo cừu mấy con robot ở đây.
định mạng chưa, hôm trước đánh không lại, đang đánh chết đuối mà. Hôm nay quay lại báo cừu, không biết ăn được không. À, mấy con này khó đánh các bạn ạ, tại vì có tận 4 con. La 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 la. Thiếu bao nhiêu kinh nghiệm đâu, bây giờ là 3.700 và 4, thiếu 500 kinh nghiệm nữa là lên level này. Gì đấy? Quần mắt đấy. Các bạn không nhắc mình gì hết. Nhớ làm nhiệm vụ đây nhá. Không làm là dở rồi, nhớ là phải làm đấy. Nhiệm vụ của người chơi đá, nói chuyện với đá đỡ rồi nhận nhiệm vụ á. Lại ngã kìa, cay nhở. Mà nhắc đến nhiệm vụ, mình lại muốn làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Video này phải 2 tiếng làm nhiệm vụ các bạn. Sợ chưa? Video ngày hôm nay phải 2 tiếng. Chuyện tiếp với đá để mà chơi đá nhé các bạn. Đây còn đây này. This one will be frozen in time. Die. Cut to the chase. Don't blink. Nào, chết nhanh nào. Sống dài sống lâu. Give, you receive. Stay put. Let the show begin. Good. With sword comes shadow. Speed of light. Hey. Bola nào. Mày quỳ bola nào. Đây cái dương này. Ui. Long. Long. Ui. Long phòng ngự à? Thôi nhá. Cái nhiệm vụ chơi đá này cũng hay các bạn. Đây là đoạn cuối rồi. Đây là hết rồi nha mọi người. Ui. Ôi rồi. Hoàn thành chỉ tiêu rồi. Nói thật với anh em, tầm này không có hu tao hay là anh long gì hết. Dẹp tất cả mọi thứ hướng về vĩnh hằng. Được không? Vĩnh hằng chân lý. May mà anh này anh già đấy. Thôi, bé Lumi đi trả anh xỉnh cái kiếm đấy không? Đây, kiếm của anh đây. Anh này là thuộc dạng ấy mà. Anh này là thuộc dạng được kiểu sách đỏ được ưu tiên đó các bạn. Lột đồ của bé Lumi.
Rồi, ok. Rồi, đẹp rồi. Hay nha. Sách đỏ được ưu tiên này. Cái này lên cho anh ấy dùng. Video này chắc 2 tiếng các bạn ạ. 1:36 thôi, được 2 tiếng đi. Tâm trạng đáng tốt. Tựa đờ đó là toàn bộ mọi thứ mà newbie cần làm để trở nên mạnh hơn. Ui, tấn công. Ok, ok luôn. Ok, ok, ngon. Thật, tôi gặp mấy cái ông newbie mà vào bí cảnh farm đồ 4 sao thì thật tôi cứ cười vào mặt. Đồ 4 sao là đi kiếm từ dương đánh quái nó vui hơn nhiều. Farm trong bí cảnh nó công nghiệp. Đẹp. Sát cuối nhé, sát thương bạo nhé. Thôi nhé, sát thương bạo nhé. Sát thương bạo nè, sát thương bạo nè. À, nó 4 dòng rồi các bạn. Mình không để ý, mình tưởng đâu là mới có dòng thứ 3. Thôi được rồi. Này đập lên 12 mà chơi. Ok, 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 ok. Mình tưởng đâu mới được 3 dòng, hóa ra là 4 dòng rồi. Tưởng đâu còn dòng thứ 4 thì đang cơ vào bạo đi. Tí lệ. Cái định mệnh. Khốn khổ, khốn nạn. Đời không như mơ. Bây giờ kiếm đâu ra cái à, đây rồi, đồng hồ nạp. Tốt lắm. Nâng tạm lên 12 mà dùng các bạn. Tầm này, tầm này đập ra cái gì cũng được. Cộng 20 rồi à? Cộng 25% nạp. Và chúng ta có 200 nạp. À không, 188 mà thôi cũng được. Were it not for my king. Ok rồi. Anh này hiện tại cũng đang rất là bố đời, rất là mạnh mẽ rồi. Đó. Anh này sẽ thay thế vị trí của Kaya. Chivalry will never die. Rồi, chúng ta sẽ có hai thủy. Ưu tiên nữ trước, nam đứng sau. Nha. Tiêu chuẩn kép. Đấy, chậm đam kìa. Chậm đam là ngang rồi đánh 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 chết của cái thiên ấy. Không đơn giản đâu.
sinh quyêu này nó là một 5 sao đấy anh em ạ. Thôi quay lại đánh nhau với lại mấy anh robot. Anh em đợi tí đánh bọn này tôi hơi rén cắn tí phút vào. Tăng phòng ngự này. À, không có cái nào tăng tấn công à. Hơi căng rồi đấy. Toàn đồ hồi máu à. Có cái nào tăng tấn công không? Hello mấy anh ơi. Em ra đây quyết chiến lần nữa. Dậy đi ông cháu. Not bad, as far as treasure is concerned. Let's dance. Cut to the chase. Don't blink. Rain. Cố lên. Kẹt rồi, kẹt rồi, cố lên. Speed of light. The sword is shattered. Go. Stay put. Nó quay rồi, nó quay rồi, nó quay rồi, nó quay rồi. Rồi nó tắt rồi. Đánh xong bọn này được một cái dương nha mọi người. You give, you receive. Dương hiếm. Lấy Amber ra vậy. Bây giờ team mình mạnh. Đội hình mạnh. Mà tôi vẫn tôi vẫn quen đợi em Loli ở slot cuối các bạn ạ. Mà mình kiếm được đâu là 10 nhân vật rồi. Đấy, 5 nhân 2 10 nhân vật ở đây rồi. Outrider Amber, report. La. Cái này bay xa thế. Đích mạnh. That's everything. Tôi giải nốt mấy câu đố ở đây nhá. Đây rồi. Bay lên đây này. Ngã nữa trời, lại còn ngã nữa kìa. Nhảy lên đây rồi còn ngã. Ok. Thôi xong rồi ở đây, xong xuôi ở đây anh em ạ. Bây giờ mình muốn làm một cái nhiệm vụ nữa. Đó là nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng hơi dài. Xem có nên làm tiếp không. Làm nốt đi mọi người ạ. Mẹ đang thăng 2 tiếng các bạn ạ. Một hơn 2 tiếng ấy. Với cái mức độ này thì nó phải hơn 2 tiếng rồi.
thiếu đúng một cái cày. Thôi để hôm sau anh em ạ. Hôm sau nhá, hẹn anh em hôm sau làm tiếp. Đi điên rồi làm tiếp, bây giờ gần 2 tiếng rồi, 1 tiếng 45 phút rồi các bạn. Để hôm sau quẩy tiếp. Các bạn người. Bé Quỳnh bye bye mọi người, bye bye.